ca sĩ Việt Quang qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Người tình thứ hai của Jack quyết định khép lại lùm xùm sau nhiều ngày tung bằng chứng tố người yêu lăng nhăng. Quảng Ninh mưa lớn gây sạt lở bờ kè, 4 người bị vùi lấp trong đêm. Tạm giữ nhóm người lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Không thực hiện đúng cam kết, tài xế bỏ rơi bệnh nhân F0 với Covid-19 giữa đường khiến 7 hộ dân bị phong tỏa. Cảnh sát Osaka bắt giữ một nam y tá vì tội danh tàn trữ hàng trắng tại bệnh viện. Vệ tinh Nanoragon của Việt Nam sẽ được Nhật Bản phóng lên vĩ đạo trước tháng 3 năm sau. Sau khi bị thị trưởng Nagoya làm hỏng huy chương vàng, vận động viên bóng ném đã được ban tổ chức trao lại cái mới. Mỹ kêu gọi thai phụ tiêm vaccine Covid-19 sau quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn không gây sảy thai. Truyền thông Trung Quốc tự hư cấu một nhân vật nhà khoa học thụy sĩ để truy cứu nguồn gốc Covid-19. Canada đi mua bánh kem bằng trực thăng, một người đàn ông phải hầu tòa. Học bổng điều dưỡng với nhiều ưu đãi dành cho những ai đang ở Nhật. Xin chào TV, xin chào Net lớp. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Trung thành xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Japan Daily Soft News. Đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản nha. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 12 tháng 8, giới nghệ sĩ Việt và khán giả bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Việt Quang đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài điều trị nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi. Theo thông tin từ ca sĩ Kim Khánh, bạn thân của ca sĩ Việt Quang đã qua đời lúc 0:30 ngày 12 tháng 8, hưởng dương 44 tuổi. Việt Quang sinh năm 1977, được khán giả yêu thích vào những năm 2000 với một số ca khúc như Về Đây, Tình Phiêu Lãng, Cây Đàn Sinh Viên, v.v. Những nghệ sĩ Việt cũng như bạn bè chơi thân với nam ca sĩ đã lên tiếng chia buồn với gia đình. Trước đó, ca sĩ Việt Quang bị viêm phổi nặng và đã điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một giai đoạn, sức khỏe Việt Quang đã chuyển biến tích cực, anh tâm sự trên trang cá nhân thông báo sức khỏe của mình đến người hâm mộ. Sau vài ngày tung hết bằng chứng tố cáo sát ngoại tình lăng nhăng thì người tình thứ hai là V đã có chia sẻ cuối cùng và tuyên bố sẽ chấm dứt mọi chuyện tại đây. Lùm xùm của Jack tưởng chừng như sẽ kết thúc sau bài đăng lên tiếng nhận lỗi thì đến chiều ngày 11 tháng 8, người tình thứ hai tên TV của nam ca sĩ tiếp tục đăng bài tố cáo. TV khẳng định bản thân không phải là người thứ ba, lý do viết tâm thư là muốn một lần kể hết những uất ức mà phải gánh chịu. Sau khi đăng tải bài viết ngay dưới phần bình luận, TV chia sẻ thêm rằng đã phần nào lấy lại được danh dự, không hổ thẹn với lương tâm khi mang sự việc ra ánh sáng. Khi nhắc đến tên Jack, V bày tỏ thái độ giận dữ cho rằng nam ca sĩ sẽ không bao giờ chịu thừa nhận những sai lầm của mình và cô cũng cho biết rất cảm ơn những người đã ủng hộ mình. Đáng chú ý, chia sẻ với chúng tôi sau khi đăng đàn, TV đã thổ lộ thêm rằng đây là lời lên tiếng cuối cùng kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi này. Cuối cùng đã lấy lại được danh dự cho bản thân, gia đình, người thân lẫn bạn bè xung quanh đã bên cạnh mình. Tại Quảng Ninh, mưa lớn xuất hiện khiến bờ kè cao hơn 5 mét bất ngờ sạt xuống vùi lấp 4 công nhân, khiến cho 3 người không qua khỏi. Sự việc xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 8 tại tổ 8 khu 4 phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long. Lực lượng quân đội công an được điều động đến hiện trường xử lý sự cố tìm kiếm người bị nạn. Lúc 7:30, nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đống đất đá nhưng đã tử vong. Đến 9:00, cả 4 nạn nhân đều được tìm thấy đưa ra ngoài. Nhà chức trách cho hay chỉ một người may mắn sống sót được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy. Tại hiện trường, khu vực bờ kè bị sạt lở cao hơn 5 mét, ở cạnh một công trình xây dựng. 4 người gặp nạn là công nhân xây dựng sinh sống tạm thời trong lán tạm dựng ngay dưới chân kè. Đêm 11 rạng sáng 12 tháng 8, khu vực hiện trường mưa to. Khi sạt lở, 4 người đã ngủ nên không kịp chạy thoát. Hiện 3 hộ dân phía trên bờ kè đã được di dời để đảm bảo an toàn. Lợi dụng tình hình nhiều xe cấp cứu, xe tải chở quan tài đến hỏa táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa đã xuất hiện một nhóm người móc nối hoạt động nhằm trục lợi. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ nhóm người thường xuyên tập trung tổ chức sang nhượng quan tài để mang đi hỏa táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để tiếp tục xử lý. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng việc nhiều xe cấp cứu, xe tải chở quan tài đến hỏa táng trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, nhóm này móc nối hoạt động để trục lợi suốt nhiều ngày trước khi bị công an tạm giữ. Lãnh đạo công an quận Bình Tân xác nhận tối ngày 10 tháng 8, công an quận Bình Tân phối hợp phòng cảnh sát hình sự BC02, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tạm giữ băng nhóm thường xuyên chen lấn sang nhượng quan tài đi hỏa táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Một lãnh đạo cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân thông tin thêm, đơn vị đã đưa 8 người về trụ sở đấu tranh làm rõ. Bước đầu, nhóm này thừa nhận các hành vi chen lấn cãi cọ khi xếp tài nhằm móc nối hoạt động để trục lợi từ 1 đến 1,5 triệu đồng cho một quan tài. Thay vì chở người khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh về đến trạm y tế địa phương như thỏa thuận thì tài xế bỏ người bệnh xuống dọc đường tự về nhà. Người này sau đó dương tính với Covid-19 khiến cả xóm bị cách ly. Bệnh nhân bị bỏ lại là NHT, 65 tuổi, tỉnh Nam Đông. Được biết bệnh nhân đã dương tính với Covid-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Bảo Lộc đã phải phong tỏa 7 hộ dân với 22 nhân khẩu tại xóm 2, thôn 5, xã Đại Lào để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo điều tra ban đầu, bệnh nhân T trở về từ bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh bằng xe cứu thương của tài xế Trần Lê Hiếu, ngụ tỉnh Bến Tre. Theo cam kết đã ký tại chốt kiểm dịch, phía tài xế sẽ đưa người bệnh T về trạm y tế xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, vào lúc 13 giờ chiều ngày 10 tháng 8 khi chở bệnh nhân đến đầu đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thôn 5, xã Đại Lào thì tài xế Hiếu dừng xe ngay đầu đèo, bỏ người bệnh dọc đường tự đi về nhà. Đến 15 giờ cùng ngày khi phát hiện sự việc, Ủy ban nhân dân xã Đại Lào và trạm y tế xã đã nhanh chóng kiểm tra và làm các thủ tục chuyển bệnh nhân T lên cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng theo quy định.
liên quan đến tài xế Trần Lê Chí Hiếu, công an thành phố Bảo Lộc đang xác minh điều tra để làm rõ xử lý theo quy định. Mới đây, cảnh sát Osaka đã bắt giữ một y tá nam của bệnh viện Osaka về hành vi giấu chất hàng trong cơ quan làm việc. Theo điều tra ban đầu, danh tính nam y tá này là Masato Kawada, 35 tuổi. Vụ việc diễn ra vào 7h55 ngày 16 tháng 7, cảnh sát đã phát hiện ra 3 gram chất hàng, 0,29 gram thuốc và 5 viên hàng trắng tổng hợp MDMA trong tủ khóa của anh ta tại bệnh viện. Nghi phạm khai báo đây là thuốc cấp cứu nên cảnh sát đã thu giữ điều tra, tới 10 tháng 8 chính thức bắt giữ y tá này. Về phía bệnh viện cho biết hoàn toàn không có vấn đề gì về thái độ của làm việc của người này. Phía bệnh viện sẽ hợp tác điều tra và làm rõ. Hiện nghi phạm vẫn chưa khai nhận điều gì, cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem anh ta tàn trữ hay để mua bán hay là để sử dụng. Ngoài ra, một cuộc khám xét toàn bộ bệnh viện cũng đang diễn ra để đảm bảo là không còn ai giấu đồ trong bệnh viện. Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vệ tinh của Việt Nam Nano Dragon sẽ được cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA phóng lên quỹ đạo vào khoảng thời gian trước tháng 3 năm 2022. Nano Dragon đã được chuyển đi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo. Sau đó, vệ tinh này sẽ được chuyển về bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima để bàn giao cho cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA. Nhật Bản Nano Dragon là vệ tinh dạng Kubasat lớp nano nặng khoảng 4kg với kích thước 3U, 100 x 100 x 340,5mm. Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh này được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam bởi các cán bộ nghiên cứu của VNSC. Nano Dragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy Automatic Identification System AIS sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Ngoài ra, vệ tinh này cũng được thiết kế để nhằm xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh, và một máy tính tiên tiến mới được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ. Nano Dragon dự kiến sẽ hoạt động một quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. Sau một việc gây tranh cãi của thị trưởng Nagoya đã làm hỏng chiếc huy chương vàng của một vận động viên bóng ném, thì mới đây, ban tổ chức Olympic Tokyo đã quyết định đổi một tấm huy chương vàng mới cho nữ vận động viên này. Sự việc xảy ra vào tuần trước, một nữ vận động viên bóng ném Nhật Bản mừng rỡ mang huy chương vàng vừa mới nhận được đem về khoe với thành phố Nagoya. Thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra là thị trưởng đã tháo khẩu trang và dùng răng cắn thử. Kết quả chiếc huy chương vàng in luôn dấu răng ngày thị trưởng. Bài đăng này sau đó đã gây cười trên mạng xã hội. Nhiều comment cho rằng có thể do thị trưởng học theo người xưa dùng cách này cắn thử vàng thật. Sau nhiều tranh cãi và phản ứng của cư dân mạng, thị trưởng đã xin lỗi, còn việc từ chức thì chưa thể cập nhật. Ban tổ chức thì cũng đã chịu đổi cái huy chương mới cho vận động viên, và về phần chi phí làm lại thì hóa đơn sẽ được đưa về tận nhà thị trưởng với trị giá khoảng 810 đô, tương đương với 9 manin, hơn 18 triệu Việt Nam đồng. Các cơ quan y tế ở Mỹ kêu gọi thai phụ tiêm vaccine phòng Covid-19 vì dữ liệu cho thấy vaccine không làm tăng nguy cơ sảy thai. Bà Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết họ khuyến khích tất cả người mang thai hoặc người nghĩ tới chuyện mang thai và người đang cho con bú nên tiêm vaccine để bảo vệ mình khỏi Covid-19. Theo hãng tin AFP, nghiên cứu gần đây cho thấy cứ 4 thai phụ thì chỉ có một người được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. CDC dẫn chứng dữ liệu phân tích cho thấy nguy cơ sảy thai không tăng lên trong số gần 2.500 thai phụ được tiêm vaccine công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna trước tuần thứ 20 của thai kỳ. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sảy thai ở thai phụ được tiêm vaccine Covid-19 là khoảng 13%, tương đương tỷ lệ sảy thai điển hình là 11-16% của tất cả trường hợp mang thai. Lợi ích của việc tiêm vaccine Covid-19 cho người mang thai vượt trội hơn bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Mới đây, trên các trang thông tin của Trung Quốc đều đồng loạt xuất hiện một nhà khoa học thụy sĩ cho biết đã bị Mỹ gây áp lực vì ủng hộ kết luận điều tra nguồn gốc Covid-19 hồi tháng 3. Theo đài ABC đưa tin, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho hay một số trang tin của Trung Quốc đã gỡ các nhận định liên quan đến nguồn gốc Covid-19 của một nhà sinh vật học Thụy Sĩ vì người này dường như không hề tồn tại. Các nhận định trên từ báo chí và mạng xã hội Trung Quốc đăng tải đều dẫn lời nhà sinh vật học Wilson Edwards chỉ trích việc Mỹ gây áp lực đối với các nhà nghiên cứu dưới đại dịch. Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Bắc Kinh đã nhấn mạnh sự nghi ngờ về những lời trích dẫn trên. Một thông báo tiếng Anh lẫn tiếng Trung được Đại sứ quán Thụy Sĩ đưa ra khẳng định rằng nhà khoa học này hoàn toàn không hề tồn tại. Sau đó, một số báo chí Trung Quốc đã gỡ bỏ các nhận định. Người đàn ông ở thị trấn Leroy ở Canada phải hầu tòa vì tội điều khiển phương tiện nguy hiểm sau khi lái trực thăng tới thị trấn Chisdale để mua bánh kẹp. Theo thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP hôm 11 tháng 7, lực lượng cảnh sát thị trấn Chisdale, tỉnh Saskatchewan hôm 31 tháng 7 đã nhận được tin báo về sự xuất hiện của một chiếc trực thăng ở bãi đậu xe trên đường 101 gần tiệm bán đồ ngọt Daily Green. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã kết luận người điều khiển trực thăng 34 tuổi đến từ thị trấn Leroy chưa được công bố danh tính, có giấy phép điều khiển chiếc trực thăng nhưng đã đổ nó bất hợp pháp. Cảnh sát cho biết thêm mục đích người đàn ông lái trực thăng tới tiệm đồ ngọt Dairy Queen không nằm trong các trường hợp khẩn cấp và người này phải đối mặt với tội danh điều khiển máy bay nguy hiểm và dự kiến hầu tòa vào ngày 7 tháng 9 tại thành phố Melbourne. Trước tình hình dịch bệnh, nhiều du học sinh, thực tập sinh vẫn còn ở lại Nhật Bản hoặc bất kỳ ai đang có kế hoạch sẽ lại làm việc lâu dài tại Nhật thì hãy tham khảo suất học bổng về ngành điều dưỡng này. Học bổng 100% học điều dưỡng và ký túc xá tại Kobe dành cho học sinh đang ở Nhật
nhập học luôn kỳ tháng 10 năm nay. Khóa học điều dưỡng 2 năm, bằng tốt nghiệp tương đương với chứng chỉ điều dưỡng quốc gia. Thời gian học là 2 năm, miễn phí 100% học phí và ký túc xá. Ngoài ra bạn sẽ được giới thiệu việc làm Arubato tại viện điều dưỡng trong thời gian học, nhận toàn bộ lương, không bị trừ vào phí. Được lo luôn đầu ra sau khi tốt nghiệp Shenmun, làm việc trong các viện dưỡng lão, điều dưỡng uy tín tại Nhật Bản, hưởng lương và bảo hiểm như nhân viên Nhật. Được hỗ trợ thủ tục xin xây visa vĩnh trú sau 3 năm làm việc. Điều kiện tuyển sinh, học 6 tháng trở lên tại trường tiếng Nhật. Tiếng Nhật tương đương N3, không cần chứng chỉ. Có ý định học tập và làm việc lâu dài tại Nhật. Thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 8 năm 2021. Hình thức xét hồ sơ, phỏng vấn tiếng Nhật và làm bài kiểm tra đơn giản. Số lượng tuyển sinh 5 bạn. Địa chỉ email tiếp nhận duhoc@akira.edu.vn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Japan Daily Top News. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trung thành xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.